Ủa, 500 anh em kéo đi nè. Đó, ghê không, ghê không? Quá trời rồi. Anh em tao tới đây. Yes, rồi. Quá trời người luôn rồi. Quá trời rồi, quá trời. 500 anh em kéo đi, coi như là lấy lại công bằng nè. 500 anh em kéo đi, kéo lại công bằng nè. Đó. Quá trời quá đất rồi. Quá trời rồi. Rồi, ra ngoài gặp bà Lon nha anh em. 500 anh em kéo đi gặp bà Lon nha. Quá trời quá đất rồi. Quá trời quá đất rồi. Sao ai có ai đi xe thì ra xe nè. Quá trời luôn rồi. Tới công chuyện rồi. À, giờ ngoài đang đi ra xã là gặp bà Lon để đối chất nè. Tại sao nói ông ngoại là vứt cháu ngoại nè, ức chế quá mà. Giờ chuẩn bị đi nè, đây cả nhà, đây là chuẩn bị buổi sáng để mà cả nhà đi ra chuẩn bị ra ủy ban xã để đối chất nè. Ăn đi em. Bác sĩ thì Cần Thơ dặn tôi là không có bệnh này gì mà bệnh cái 10 kg mà tôi vào miếng trong mình nó hơi trở ngại nhiều. Bác sĩ gần nhất nặng là có gì người ta cấp cứu nó là người ta chuyển đi thì tôi mổ cái rồi vậy là nó cứ mệt mệt cho hoài tôi cũng bằng ăn đi thôi, mỗi lần tôi mạnh dữ lắm. La ngoài có ra xã ngoài. Đi xe sẵn đi nè. Dạ. Nhưng mà nãy con mới xem video clip bà Lon bà gì đó Úc Lùng thì vẫn nói là ông ngoại sắc thư em bỏ mà. Để nói thì nói chứ mà tôi lát gặp ngoài nhớ hỏi nha. Hỏi chứ. Tôi phải hỏi cho gà lẽ, tôi nói thiệt cái gì cái chứ. Tôi phải hỏi cho gà lẽ. Bởi vì hồi đẻ ra tới giờ tôi mới biết mặt đây thôi mà ông nói vậy thì tôi mà sao tôi quan ức quá không ạ. Mà luôn cả bây giờ có người ta cũng vẫn biết như thường. Mà con nhỏ đó giờ tới nó chưa biết nó gà làm sao nữa mà sao mà nó vô tới nhà tôi đâu mà để nó biết tôi tình trạng mà xách vô tới gà nhỏ. Hồi nãy con nghe cái clip đó là bà nói còn chi tiết luôn á, bà nói là cháu ông nó cái ông ngoại nó trời cháu thì tôi có biết nó là ai đâu mà cháu tôi cái gì thôi tôi không có nhận đâu á. Tôi chưa có lúc đó tôi đang đi cạo bổ cao su ở ngoài Đồng Nai mà. Vì tôi có nhỏ con gái chú nằm ở ngoài á. Rồi ra ngoài để cạo với nó. Rồi ngoại mướn không à, chứ không phải mình ra ngoài ở đâu mà mình mướn cái kiểu trong đông trần mà nó ấy đó rồi mình mướn rồi mình khu vực cái đó. Cái mà mình chia ra thì ở đầu mình cạo mình lấy ra mình bán. Mà nhầm khi rồi qua cửa kẻ cạo cũng lỗ nó cỡ chợ chục bước hay rồi xong. Là đêm đó mình trả tiền cho người ta chứ mình không có lấy được cái gì hết. Còn nếu mình cạo được không mưa gió mình lấy được thì mình lời trong đêm về lời được mấy trăm. Vậy mà họ nói như đúng rồi vậy ta. Vậy lát ông ngoại gặp ngoài nhớ hỏi nha. Trời hỏi chứ tôi nói hỏi năm cho biết là rõ ràng chi tiết như vậy đó. À, tự nhiên cô nói giống như là tôi người không có đạo đức vậy không? Với hai nữa cô Lon này là tôi cũng từ đó giờ tôi cũng chưa rút mặt cổ nữa. Chỉ với biết mặt trên cái điện thoại thôi. Thì nãy anh gửi cái video clip đó cho em coi, em thấy sao? Chị Lon nói vô Úc Lùng gọi điện cho em đính chính lại nha, là Úc Lùng từng làm chung với em trong nhà chị Hiền. Đầu đuôi sự thật thì chị Hiền đều chứng kiến. Úc Lùng em chưa từng kêu Úc Lùng để cho con bé. Có từng một lần em gửi Úc Lùng giữ dùng trong thời gian là em đang làm công việc á. Thì công việc thì cụ thể là làm giống như chị Lon là công việc em nói rồi đó, là giữ dùm trong thời gian cho em đó thôi. Nhưng mà Úc Lùng na từ bên và bình lại chỗ hôm qua em chỉ anh là trước đây cho bí thư đó. Na qua tận về sinh hiệp thời gian qua khi trong đó là con em vừa 4-5 tháng gì đó, Úc Lùng ẩm nách khả năng Úc Lùng chưa chập chuẩn nữa. Tuy rằng Úc Lùng lớn tuổi hơn em thiệt, lời nói Úc Lùng còn không chuẩn chạc, cái hành động cái thứ hai nữa là Úc Lùng nay quen người này mai quen người kia. Vậy là Úc Lùng từng đã có một đứa con nói sự thật mà cha. Không có sao thì con nói đúng vậy. Úc Lùng từng có một đứa con nhưng mà không nuôi, gửi cho bà mẹ 80 mấy tuổi nuôi. Khả năng không nuôi được thì làm sao em dám tin nhiệm mà gửi cho Úc Lùng. Chưa từng có ý định cho Úc Lùng luôn. Là em thấy chị Lon chững chạc
chị Loan, khả năng chị Loan nói chuyện rất là chuẩn chạc và lớn luôn. Em đặt hết lòng tin vào chị Loan nên em gửi bí thư cho chị Loan, nhưng mà Út Lùng là em chưa từng có ý định gợi cảm hay là gửi cái ý định nào đó để gửi gắm bí thư, là không bao giờ có đó. Còn em nói là không phải em nói riêng bản thân em, lúc đó em nói có chị Hiền là cái chị chủ mà em với Út Lùng cùng đồng hành với nhau trong công việc, là có người làm chứng cho em chứ không phải là em nói riêng bản thân em. Thật sự là lúc đụng đó là không có chững chạc. Với thứ hai nữa là em với Út Lùng không thuận với nhau, từng quánh nhau luôn, là lúc em chưa mang bầu bé Thư luôn. Là trong công việc là hai người đã quýnh nhau, chưa từng không thân thiết gì với nhau, nên là không có khả năng là lúc mà em mang thai là sanh con xong em phải giao gửi cho Út Lùng là không có. Thì anh dám gửi video clip đó qua em coi chứ em biết đã không? Coi rồi. Còn riêng về Út Lùng là em chưa từng có ý định luôn. Tại vì trước mắt em Út Lùng là một người không có nghiêm túc. Em còn nhỏ thiệt, nhưng mà khả năng của Út Lùng chưa chuẩn. Nay thì anh này mai anh nọ. Trong khi đó chị Loan là một người cũng là đồng hành luôn. Đi gần thời gian không có nhiều với em tiếp xúc với chị Loan, nhưng mà em có thể cảm nhận được là chị Loan là người chững chạc, nên em đã giao gắm lúc đó là em hết tin lòng tin là em gửi cho chị Loan. Còn Út Lùng là em chưa từng. Tại vì lúc đó em cũng biết Út Lùng có một đứa con gái. Út Lùng sanh ra mà Út Lùng cũng không có khả năng để nuôi, đưa cho mẹ già tám mấy tuổi nuôi, mà em đâu có tín nhiệm được. Trước mắt mình nó là sự việc như vậy. Còn người mà lúc đó chị Loan là luôn phiên nhủ em, cũng như là cho em một cái lời phiên khuyến khích đó, em đặt hết cái niềm tin vào chị Loan là tại vì chị này chững chạc. Em chỉ nghĩ một câu là vậy thôi, là em nghĩ là em gửi con em nó sẽ có cái cuộc sống tốt hơn em lúc đó. Đó là để em chỉ mong là lúc đó gửi cho chị Loan để cho con em nó có cái cuộc sống. Còn đi theo em thì mưa bão, lúc đó là tháng mưa tháng bão, chỉ có đường chết thôi, chết từ nhỏ luôn chứ không có khả năng này. Nếu mà ngày hôm nay ông ngoại mà gặp bà Loan á với Út Lùng, ông ngoại câu đầu tiên ngoại sẽ hỏi là câu gì ông ngoại? Thì nói chuyện với khoát là mình qua hỏi trước là mình cảm ơn là cô Long là cổ mà nuôi dưỡng là cháu tôi là mai là mười mấy năm. Mà thực tế là mười mấy năm trong đó là tôi chưa biết mặt cháu tôi. Ra là hồi lột lòng mẹ nó ra tới tôi gặp bây giờ tôi là chưa biết mặt, mới biết mặt đây mấy bữa nay thôi. Nó tới là tôi anh cảm ơn, bởi vì người ta không sanh được con nhỏ này mà người ta dưỡng dục là tới mười mấy năm. Là cái ơn của nó là bằng cái con mẹ nó để banh da cho thịt đẻ nó ra. Đó mình phải cảm ơn. Rồi với hai nữa là tôi hỏi là cô đó, tôi với cổ cũng chưa từng gặp mặt bất cứ người nào, mà tôi cũng chưa gặp mặt cháu tôi, mà con gái tôi nó sanh ra tôi cũng chưa biết là nó sanh hồi nào nữa, bị tôi đi làm ở ngoài Đồng Nai á. Như vậy mà giờ để thưa ra tôi trong nhà tôi kinh tôi bỏ ở ngoài, rồi anh gái tôi nó đem vô tôi dâm bỏ, là cái tình trạng đó là nói vậy thì tôi không có là cái đó nó tội nghiệp cho tôi. Chơi nhỏ con gái thứ ba tôi nó cũng có một thời gian là nó cũng làm lỗi như vậy, rồi nó cũng tính bỏ con nó, tôi đâu có cho đâu, tôi cũng phải giữ lại tôi nuôi, là tôi nuôi nó tới bự rồi, là người cha nó tôi biết, là tôi vẫn cho nhìn nhận đàng hoàng, tôi kêu nó lên tới nhà tôi cho cha con đặng biết mặt với nhau, nên sau này nó cũng phải nhìn nhận. Rồi thằng kia nó cũng tới lui với con nhỏ con gái cháu ngoại tôi đó. Bây giờ hiện tại là nhỏ cháu ngoại tôi giờ nó có gia đình, nó có là con rồi. Nó bây giờ không tin, bây giờ trên mạng mà tôi nói lời tôi nói mà không tin y như vậy ha, thì cho cho địa chỉ lên tới đó, là hậu khẩu nó giờ cũng nằm trong gia đình tôi nè, nhỏ cháu ngoại tôi, nhỏ con người thứ ba đó. Thì giờ hỏi chị ba tôi nói y như vậy không, là nhỏ tôi biết là tôi nuôi, bởi vì nó tính nó bỏ tôi ra, giờ không có con nào có bỏ mà sao bỏ được cháu mình, con mình nuôi giờ mười mấy đứa mình nuôi được, mà đứa cháu không ra mình nuôi nổi. Mà lại sao con quyền thì tôi về tôi đi kiếm. Ôi, mà không biết đâu tôi kiếm. Bà Loan đang ở xã mới điện con. Mình đâu biết được đồng kiếm, mà hỏi nó không chỉ, mà tôi không biết mặt cái cô này làm sao, mà không biết cổ đâu, mà có bây giờ có nói chỗ này thì có nói chỗ kia, có nói gì ở thành phố gì đây đó. giờ mình đi ra xã ha. Thì đi ra xã rồi để ông ngoại hỏi trực tiếp bà Loan luôn. Đi ông ngoại. Quá trời.
Đây là cái nhà, đây là phía trước mặt quý vị là xã nha. Cái ban xã hiện giờ bà Lon cũng đã có mặt tại đó và gia đình của bạn đó. Đây, phía bên đây phải chúng ta đây. Nếu không nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, đó, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.